Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chín pháp giới chúng sinh đều điên đảo. Điên đảo nghĩa là gì? Đó là thấy khổ cho là vui, cho phải là trái, cho vô thường là thường còn. Còn có nghĩa như trường hợp tâm tư bất định, trong đầu thì loạn tưởng, thấy việc nghĩa chẳng làm, thấy lợi thì chạy theo. Nói tóm lại, không phân biệt trắng đen, không rõ điều chân giả, đều gọi là điên đảo. Câu nói khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo chính là định luật của nhân quả. Đầu tiên là sự mê hoặc, khởi tâm sai lầm rồi theo đó tạo nghiệp. Tạo xong nghiệp thì nhận kết quả, quả báo, đó là lẽ tự nhiên. Quả báo là chẳng thể nghĩ bàn, mà chúng sanh tạo nghiệp cũng là điều chẳng thể nghĩ bàn. Lúc đầu tiên sanh ra, mê hoặc cũng là điều chẳng thể nghĩ bàn. Lý do là các loại sự vật, tất cả đều chẳng thể nghĩ bàn, do đó khiến cho chúng sinh thảy đều quay cuồng, bối rối, không biết đâu là đầu mối, như thế nào là thích đáng. Trong số các chúng sinh tại chín pháp giới, tức pháp giới của hàng Bồ Tát, của Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, A-tu-la, Người, Súc Sinh, Quỷ Đói, Địa Ngục, có chúng sinh thông minh và có chúng sinh ngu si. Chỉ riêng Phật vì có trí huệ đại viên kính, nên hoàn toàn là thông minh và không có ngu si vô minh. Từ nhãn quan của pháp giới Phật mà nhìn xuống thì các chúng sinh trong pháp giới Bồ Tát rất điên đảo. Những hành động mà hàng Bồ Tát làm và tự cho là đúng cũng chỉ là điên đảo dưới cặp mắt của Phật. Từ pháp giới của hàng Bồ Tát nhìn xuống pháp giới Duyên Giác thì họ thấy giống như đám con trẻ, hành động gì cũng chẳng chân chính, cũng đều điên đảo cả. Nhìn lên thì Bồ Tát lại chẳng biết gì trong pháp giới Phật, họ chỉ biết tường tận về pháp giới Duyên Giác, cho nên mới có câu nói, sơ địa không biết nhị địa, thập địa không biết đẳng giác, nghĩa là không biết được tầng pháp giới cao hơn mình, gọi là biết nhưng chỉ là hiểu tình hình một cách sơ lược, tường tận thì không biết nổi. Tại pháp giới Duyên Giác mà nhìn vào tầng Thanh Văn thì chúng sinh ở đây là điên đảo, nhưng nhìn lên các tầng Phật và Bồ Tát thì họ lại không biết rõ. Tại sao? Bởi họ chưa đủ định lực. Định lực của Duyên Giác chỉ đủ để quan sát được các nhân duyên trong phạm vi của 8 vạn đại kiếp trở về. Còn nhân duyên ngoài 8 vạn đại kiếp thì không thể nào quan sát tới. Tại pháp giới Thanh Văn, mà nhìn về chư thiên thì ở đây là điên đảo. Chư thiên được hưởng phước trời, nhưng đối với con mắt ở trên thì họ vẫn hành sự một cách điên đảo. Tại pháp giới trời, nhìn cảnh A-tu-la thì A-tu-la điên đảo. Chúng sinh ở đây không tu tập đức hạnh, chỉ biết đấu tranh. Đấu tranh là chẳng phải điên đảo thì còn là gì nữa? Từ pháp giới của A-tu-la mà nhìn về chư thiên thì họ không hiểu biết gì nhiều. Nhưng nhìn về thế gian nhân loại thì họ biết một cách tường tận. A-tu-la thấy loài người điên đảo, trôi nổi trong sanh tử mà không biết khổ, lấy khổ làm vui, tham luyến không muốn bỏ, trông thật đáng thương. Tại pháp giới của loài người thì không ai biết được cảnh giới của A-tu-la ra sao, cũng không biết gì về đời sống của chư thiên hay pháp giới của các bậc thuộc hàng tứ thánh. Nhưng đối với pháp giới của loài thú thì lại biết rõ rệt. Họ thấy súc sinh quá hồ đồ, điên đảo, không biết sự việc gì khác ngoài các vọng tưởng về ăn và dục. Súc sinh nhìn về quỷ đói thì nhận thấy quỷ đói điên đảo. Chúng vì miếng ăn mà khổ não, nhưng tới khi ăn thì đồ ăn là lửa, chúng không nuốt được. Tại pháp giới quỷ đói, nhìn sang pháp giới địa ngục thì thấy chúng sanh ở địa ngục điên đảo. Chúng sanh ở đây đã tạo ác nghiệp phải thọ ác báo mà lại không biết sửa đổi, cải ác ra thiện. Tại pháp giới địa ngục thì chúng sanh hoàn toàn không hiểu biết gì, sống trong mê, chết cũng trong mê, chỉ biết riêng lấy mình, không biết tới ai khác. Địa ngục là biển khổ mênh mông, không còn có đường nào sáng sủa. Tất cả chúng sinh trong 9 pháp giới, thầy đều điên đảo, chỉ có Phật là đi đến rốt ráo, thành tựu Phật quả, nên không còn điên đảo nữa.
Bởi các lý do này, chúng ta tu học Phật Pháp là cốt chứng được trí huệ chân chính, để khỏi phải lên xuống trong phạm vi chín pháp giới nói trên, và để vượt lên trên nữa, tới cõi tịnh độ thường tịch quang, cùng trú trong một nơi với chư Phật. Tại pháp giới địa ngục, mỗi ngày có hàng vạn chúng sinh sanh ra rồi chết đi, trăm ngàn sự điên đảo, khổ sở không thể nói hết. Tại sao vậy? Ở đây ác nghiệp ngập trời nên chúng sinh phải đền tội. Trong cảnh vạn phần điên đảo không có được nửa phần không điên đảo. Do đó, lìa khỏi được pháp giới này thật là khó khăn vô kể. So với cảnh quỷ đói thì tuy quỷ đói ăn không đủ no, lúc nào cũng đói nhưng địa ngục còn khổ hơn nhiều. Trong vạn phần điên đảo của quỷ đói hoặc có thể có nửa phần hay một phần không điên đảo. Các con số này đưa ra để so sánh chứ không có nghĩa tuyệt đối. Tại pháp giới của loài súc sanh thì trong vạn phần điên đảo có một phần hay một phần rưỡi không điên đảo. Tỉ như loài dê còn biết chút tình quỳ xuống khi bú. Loài quạ còn có cái nghĩa bú mớm cho con, súc sanh mà biết hiếu đạo. Loài thú nào được 10 phần không điên đảo có thể gặp cơ hội đi lên theo nẻo đường thiện. Hơn nữa, như loài chó biết giữ nhà, gà gáy sáng, con tằm nhà tơ, ong gây mật, ngựa kéo xe, trâu kéo cày cũng là giúp ích cho nhân loại, có chút ít công lao thì tương lai có thể thoát khỏi được kiếp thú. Tại pháp giới của loài người trong vạn phần điên đảo, thản hoặc có 10 phần hay 50 phần, tối đa không quá 100 phần là không điên đảo. Trong lúc không điên đảo, người ta làm việc công đức hoặc lạy Phật hoặc niệm Phật. Khi điên đảo thì vọng tưởng lăng xăng, ham danh đoạt lợi, đấu tranh kiên cố. Tại sao trong vạn phần điên đảo lại chỉ có 100 phần không điên đảo? Đại khái như khi lạy Phật chẳng hạn, lúc đó không điên đảo. Nhưng có những lúc thân đương lạy Bồ Tát mà tâm lại cầu Bồ Tát gia hộ. Mong Bồ Tát, thậm chí có kẻ chẳng chịu học hành mà cũng cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho đỗ trạng nguyên, đó chính là điên đảo. Tại pháp giới của Atula, chúng sanh cũng có khoảng 100 phần không điên đảo. Có thể trên dưới số đó chút đỉnh, bởi vì Atula tuy được hưởng phước trời, nhưng lại tự cho là chưa đủ, và vì tâm tham nên thường đấu tranh phương hại tự do của kẻ khác. Tại pháp giới chư thiên thì ở đây có thể có 1000 phần không điên đảo, họ có công phu thiền định, một đường hướng đi lên, nghĩ tới ăn là có ăn, nghĩ tới mặc là có quần áo mặc, tâm tưởng tới cái gì là có cái đó, do đó ít có sự điên đảo. Tại pháp giới thanh văn, trong vạn phần điên đảo thì có khoảng 2000 phần không điên đảo, nhân vì các bậc này tu tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, họ hiểu thấu các lý vô thường, không, vô ngã, do đó ở đây ít điên đảo hơn. Tại pháp giới duyên giác, trong vạn phần điên đảo có thể có tới 3000 phần không điên đảo. Ở đây các vị duyên giác vì quán thập nhị nhân duyên mà ngộ đạo, hiểu hết thảy mọi thứ là như huyễn, cho nên các vị này hoàn toàn không chấp trước vào một thứ gì. Tại pháp giới Bồ Tát, trong vạn phần điên đảo có thể có 5000 phần không điên đảo, do đó vẫn còn 5000 phần kia điên đảo. Bồ Tát chuyên tu lục độ vạn hạnh, nhưng vẫn còn một phần vô minh nên chưa tới độ rốt ráo. Tại pháp giới chư Phật, cả vạn phần điên đảo đều không có, bởi Phật đã viên mãn 3 giác ngộ. Vạn đức tròn đầy, chẳng có vọng tưởng, không có điên đảo, Phật là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Quý vị phải nghiên cứu kỹ đi, tại sao chúng ta ở thế giới này chưa thanh toán được phiền não, mà vẫn còn ở nơi hỗn tạp, đợi chết. Kẻ xuất gia không ra vẻ người xuất gia, tại gia thì không chịu tu hành, còn chờ đợi tới thời điểm nào nữa mới chịu tu. Đời này là ngũ trược ác thế, lưu luyến sanh tử có ích lợi gì? Quý vị, hãy tha thiết vấn đề sinh tử, hãy mau phát tâm bồ đề, đừng tạo thêm những chuyện điên đảo nữa. Quay đầu lại đi, giáng lên, biển khổ không bờ, quay đầu là bến. Thank you.
问什么的颂。